Kể từ năm 2013, đã nhiều lần người ta được chứng kiến ngôi vương chung kết thế giới chuyển giao qua những đội khác nhau. Nhưng lại có một điều chưa từng thay đổi, đó là đường giữa vô địch thế giới từ thuở đó đều là người Hàn. Vì vậy, có thể nói Hàn Quốc giống như cái nồi sản sinh ra những midlane có kỹ năng cao và tư duy chiến thuật tốt. Mỗi giai đoạn của LCK, dù thống trị hay sa sút, nơi đây đều có những đường giữa nổi bật. Và tới nay, kỳ chung kết thế giới thứ 12 trên xứ sở cờ hoa, nơi đã trở thành sân khấu LCK mùa thu đúng nghĩa, lại một lần nữa người ta được thấy một tài năng mới của xứ sở kim chi nảy nở. Tài năng mà tôi muốn nhắc đến đó chính là Zika, đường giữa của Dragon X. Ngày hôm nay, ngay sau chiến thắng đầy cảm xúc của DAX trước Genji để chính thức có mặt tại trận chung kết, hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, điểm qua đôi nét về sự nghiệp trầm luân và hành trình đầy gian nan đến với chung kết thế giới của midlane trẻ Zika. Trước khi bước vào video, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe cũng như để lại các bình luận góp ý cho Lu ở bên dưới. Còn bây giờ thì cùng bắt đầu thôi. Có lẽ với những người ít theo dõi Liên Minh Huyền Thoại vài năm gần đây sẽ ít biết đến chàng trai trẻ này, bởi lẽ anh chưa từng nổi lên như một hiện tượng, cũng không có quá nhiều dấu ấn ở giải quốc nội năm qua. Sơ lược qua một chút về thông tin, Zika tên thật là Kim Gon-woo, sinh ngày 28 tháng 11 năm 2002, hiện gần 20 tuổi, cung nhân mã, cầm tinh con ngựa. Những người thuộc tuổi Nhâm Ngọ đều có nhiệt huyết cao trong công việc, luôn sống và làm việc bằng bản năng phóng khoáng giống như loài ngựa. Đối chơi Liên Minh Huyền Thoại của Zika có lẽ một phần nào đó cũng phản ánh tính cách tiêu biểu của những người tuổi ngựa, không bao giờ chịu ở yên một chỗ, luôn phóng túng, kiêu ngạo muốn thể hiện hết mình. Đến nay Zika đã thi đấu chuyên nghiệp được gần 3 năm, trong mỗi năm đó khoác áo một đội khác nhau. Khi người ta nhìn lại từng giai đoạn của sự nghiệp của đường giữa trẻ này, luôn thấy được ở anh sự nỗ lực không ngừng nghỉ và cố gắng trau dồi, tiến bộ qua từng ngày. Một năm khởi đầu gian nan nơi đất khách, một năm nỗ lực hoàn thiện để rồi sáng chói ở đấu trường quốc tế, để lần đầu tiên có mặt tại trận chung kết của giải đấu quan trọng này. Zika có lẽ không phải là một thiên tài trời phú, càng không phải ngôi sao vừa xuất hiện liền chói sáng rực rỡ, mà chính là một tuyển thủ eSports điển hình, phải luôn nỗ lực trải qua nhiều tháng năm khổ luyện mới thành tài. Zika khởi đầu sự nghiệp Liên Minh Huyền Thoại từ đội trẻ của KT Monster với tên đầu tiên là Dean. Thời điểm anh xuất hiện ở đội trẻ cũng cùng với nhiều tuyển thủ đồng niên khác như Keria, Gumayushi và đã ít nhiều được chú ý trong xếp hạng đơn khu vực. Khác với các tuyển thủ kể trên, thay vì ở lại cống hiến cho khu vực, Dean lựa chọn việc du đấu đến LPL, khu vực đang trở nên mạnh mẽ trong khoảng 3-4 năm trở lại đây. Mái nhà đầu tiên của anh tại nơi đất khách là VG Gaming, đội chỉ được biết đến với danh xưng vua đội sổ ở giải hạng nhất Trung Quốc. Nhưng tại đây anh cũng có cơ duyên được đồng hành cùng Koma, cựu huấn luyện viên của SKT T1 2019 trở về trước, và Maokai, huấn luyện viên hiện tại đang trong biên chế cựu vô địch EDG. Những đồng đội của anh tại đây cũng là những tuyển thủ tầm trung khu vực như Cúp đường trên, iBoy xạ thủ, Leyan đi rừng, giúp cho VG có được thành tích khá hơn những mùa trước đó với hạng 9 mùa xuân và hạng 11 mùa hè. Tuy vậy, Zika cùng đội cũng không có cơ hội tham gia playoff trong suốt mùa giải 2020. Zika rời VG tìm đến bến đỗ tiếp theo của sự nghiệp là Bilibili Gaming và một lần nữa được đồng hành cùng một huấn luyện viên người Hàn tương đối nổi tiếng, huấn luyện viên Kim, người từng dẫn dắt nhiều đội mạnh như Invictus Gaming, T1. Đội của anh cũng sở hữu một xạ thủ Hàn Quốc được khá nhiều người biết đến, Amin, cùng một dàn tuyển thủ chưa có nhiều danh vọng như Biu Biu, Wei Wei, BB God. Với đội hình chấp vá, Bilibili có mùa xuân không mấy suôn sẻ khi chỉ có hiệu số 6-10, đứng ở vị trí thứ 11. Sang tới mùa hè, màn trình diễn của họ nói chung và đường giữa Zika nói riêng có thêm nhiều khởi sắc. Họ vươn lên hạng 6 tại mùa hè và đường giữa 2002 này có lần đầu tiên được thi đấu vòng loại trực tiếp LPL sau một năm debut. Tuy vậy, dàn tuyển thủ không có nhiều kinh nghiệm thi đấu đã khiến BLG thất bại EJ 0-3 trước team WE ngay vòng đầu tiên của vòng loại trực tiếp. Zika kết thúc mùa giải 2021 trong những bất lực. Dấu ấn của anh tại Trung Hoa Đại Lục thật sự cũng chưa nhiều. Điều này hoàn toàn có thể lý giải được khi nhìn lại toàn bộ LPL trước giờ. Những đường giữa người Hàn tại đây rất khó có được thành công nhanh chóng trong 1-2 năm đầu tiên. Họ cần nhiều thời gian để có thể nắm bắt chiến thuật, thích nghi lối chơi của khu vực không cùng ngôn ngữ, đặc biệt đó lại còn là khu vực khắc nghiệt như LPL. Bản thân Zika cũng nhận định rõ ràng rằng LPL là khu vực đặt nặng về giao tranh kết hợp với đồng đội, yêu cầu rất cao về mặt giao tiếp, và những đường giữa người Hàn thiên về khả năng xử lý đi đường đều gặp khó khăn ở điểm này. Việc Zika trở lại LCK có lẽ là một điều tất yếu đối với riêng anh, và vì còn rất trẻ nên tương lai phát triển của Zika cũng còn rất dài. Ngay khi mãn hạn hợp đồng với Bilibili vào cuối năm 2021, anh trở về LCK cùng huấn luyện viên Kim để gia nhập Dragon X và trở thành đường giữa chính thức của đội này. Đồng đội mới của anh cũng đều là những tuyển thủ ít nhiều có tên tuổi tại khu vực như Dev, Barrel hay Biosic. Nhưng trong những trận đấu đầu cùng đội mới tại mùa giải mùa xuân, Zika đã liên tục để thua 3 cặp BO3 và bản thân anh cũng tỏ ra thiếu gắn kết với những người đồng đội mới. Chỉ 2 tuần sau những thất bại ê chề của Rồng Xanh, giới thượng tầng của đội thông báo sa thải huấn luyện viên Kim của đội, cũng là người từng đồng hành cùng Zika xuyên suốt mùa giải 2021 ở Bilibili. Nhiều hoài nghi được đặt ra, cũng không ít người cho rằng đó không phải là nguyên nhân chính khiến Dragon X có bộ mặt bết bát.
Nào ngờ Redknapp sau đó lại bay cao đúng như biệt danh rồng xanh của họ, liên tục có được những chiến thắng quan trọng trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, giúp Redknapp có được hiệu số 11-7, đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Màn trình diễn của Zika tuy rằng không phải nổi bật nhất Redknapp, nhưng những MVP anh có được với những quân bài pháp sư sát thủ, Mekley như Akali, Vex đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Vào được playoff sau khi trở về đất Hàn có thể nói là một thành công bước đầu của Zika. Đối thủ anh đụng mặt đầu tiên tại vòng loại trực tiếp là Quang Đông Freak, một đội cũng trở lại mạnh mẽ ở nửa sau vòng bảng mùa xuân. Tại đây Zika có màn trình diễn không tệ với TF và Akali trong hai ván thắng của Redknapp để kéo loạt trận BO5 đến ván đấu cuối cùng. Có Galio trong tay nhưng cánh trên lại liên tục nằm lại quá sớm, Zika không tạo được quá nhiều điểm nhấn. Khoảng thời gian sau anh làm tường cho Dev và cũng có những phút giây tưởng chừng Redknapp cũng đã có thể lật lại. Chỉ đáng tiếc những nỗ lực đó không vượt qua được bản lĩnh và sự chắc chắn của Teddy ở ván đấu cuối cùng. Thất bại đáng tiếc này khiến Redknapp dừng chân ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Sự thật với riêng cá nhân Zika, anh luôn luôn có những tiến bộ trong một mùa giải và năm 2022 cũng không phải là một ngoại lệ. Đến mùa hè, thế thời đảo ngược khi anh cùng Redknapp không có chuỗi thua như mùa xuân mà lại có chuỗi thắng 4 trận liên tục. Tuy vậy, khi gặp những đối thủ cứng cựa hơn và phần nào gắn kết hơn mùa xuân, trong một meta cánh dưới carry về cuối, Redknapp khó lòng có thể cạnh tranh với các ông lớn và bên cạnh họ còn có sự nổi lên của những ngựa ô khác như Lipsenbock hay Katie Roster. Với những vị tướng Mekplay vốn là sở trường như Ari, LeBlanc, Vex, Silas, Zika có riêng cho mình 900 điểm BOG trong tổng số 22 ván thắng của đội. Đây dẫu sao cũng là một thành công lớn đối với cá nhân Zika và dù cho Redknapp chỉ đạt hạng 6 vòng bảng với chỉ 9 trận thắng. Vẫn có cơ hội chơi ở playoff nhưng sự thiếu ổn định của Redknapp khiến thất bại của họ như một điều tất yếu và cũng không nhiều người bất ngờ trước kết quả này vì khi ấy Dev không thực sự có được phong độ tốt. Ngược lại Prince và Lipsenbock lại đang bay cao. Chỉ có được một ván thắng danh dự để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6, Zika cùng Rồng Xanh phải xuống chờ thi đấu vòng loại khu vực nhờ vào điểm tích lũy mùa hè và mùa xuân. Cá nhân Zika cũng đã nỗ lực trong xuyên suốt mùa giải. Ngoài việc có được con số BOG khổng lồ ở vòng bảng, anh cũng là chủ nhân của MVP trong ván thắng duy nhất của Redknapp tại vòng loại trực tiếp với con bài Asia. Đến với vòng loại khu vực phải đối đầu với chính hai đội trẻ mới nổi của LCK là Katie Roster cùng Lipsenbock. Không nhiều người đánh giá cao cơ hội đến với chung kết thế giới của Redknapp. Trong loạt BO5 đối đầu với KT Roster, Redknapp đã vô cùng chật vật mới có thể kéo cặp đấu đến ván cuối cùng. Cả 5 ván đấu Zika đều là người thi đấu trên cơ so với đường giữa Vikla của KT Roster và trong ván đấu cuối, con bài Squen quá hiệu quả của anh đã gần như làm đủ mọi thứ cho những người đồng đội. Thắng đường, di chuyển áp lực từng công trình rồi trở thành thế lực khiến KT Roster không có lời giải, góp phần đưa Rồng Xanh đến trận BO5 cuối cùng gặp Lipsenbock, đội đã từng đánh bại họ ở playoff mùa hè. Suốt loạt BO5 này anh cũng bộc lộ rõ mình chơi hiệu quả nhất các mẫu pháp sư tay ngắn, thiên về giao tranh nhỏ lẻ hơn là các pháp sư tay dài. Sự thật khi được giao vào Azir hay Lissandra ở ván đấu thứ 2, Zika tuy vẫn gây ra được lượng sát thương lớn nhưng tác động cho đồng đội là không thể nhiều bằng. Nhưng với những vị tướng hợp với sở trường giao tranh chấp nhoáng, gây khó chịu cho chủ lực đối phương như Akali, Silas, Zika lại thi đấu cực kỳ giỏi sáng, có mặt đúng lúc đúng nơi, mang về những ván thắng quan trọng cho Redknapp, khiến đối thủ từng thắng họ phải cần đến ván 5 để xác định chủ nhân của tấm vé hạt giống số 4 LCK. Trong ván quyết định, lại một lần nữa đường giữa Redknapp được tin tưởng giao cho kẻ phá vỡ xiềng xích Silas. Con bài này đã khuấy đảo mọi giao tranh lớn nhỏ, biến cục diện ván 5 hoàn toàn thành một chiều cho Rồng Xanh Redknapp, cũng mang lại cho họ chiến thắng quyết định và có được tấm vé đến với xứ sở cờ hoa. Lần đầu tiên sau 3 năm thi đấu ở môi trường Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp, Zika mới có mặt ở giải đấu quốc tế lớn nhất. Qua hai cặp BO5, bản lĩnh thi đấu của Dev và Zika chính là những yếu tố then chốt giúp Rồng Xanh lách qua khe cửa hẹp đến với chung kết thế giới. Hai cặp BO5 với 10 ván đấu, không ít người lo lắng và hoài nghi về thực lực của Redknapp trước khi bước ra biển lớn. Trước khi giải bắt đầu, có lẽ không một ai xếp Redknapp ở vị trí hạng 4 toàn giải. Những người lạc quan có lẽ chỉ nhận định họ đứng đâu đó thứ 8, thứ 10 hoặc thậm chí dưới cả những đại diện châu Âu như G2, Fnatic, ngang hoặc dưới NA. Nhưng sự thật cho đến thời điểm hiện tại, Redknapp đã đập tan tất cả những hoài nghi đó để hiên ngang bước tới trận chung kết, thậm chí có cơ hội giành chức vô địch chung kết thế giới 2022. Với cá nhân Zika, khoảng thời gian thi đấu ở LPL tuy không thành công nhưng đã cho anh thêm nhiều những bài học quý giá cũng như có cơ hội được nhìn nhận phần nào bản sắc lối chơi tại khu vực này. Thực tế, lối chơi nhanh mạnh của LPL đã giúp Zika ngoài việc hoàn thiện thêm kỹ năng đi đường vốn có, còn tích lũy thêm kinh nghiệm trong giao tranh nhỏ lẻ và di chuyển phối hợp cùng đồng đội. Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân khiến anh luôn trên cơ trong cuộc đối đầu với các midlaner của LPL, giúp đội của anh lần lượt vượt qua các đối thủ Trung Quốc khó chịu trên hành trình đến với bán kết. Royal Never Give Up tại vòng khởi động chính là nạn nhân đầu tiên của Silas trong tay Zika. Anh thi đấu không hề thua sút so với kèo LeBlanc mà Sahu chủ động chọn sau. Tự mình xử lý đi đường rồi di chuyển cùng đồng đội tạo dựng lợi thế. Silas của anh đúng nghĩa toàn diệt binh đoàn hoàng gia trong giao tranh cuối. Đến với vòng bảng dù để thua đáng tiếc ván đấu trước Rogue, nhưng Zika sau đó trở lại mạnh mẽ khi tiếp tục trình làng con bài Silas bất trị trong trận đấu gặp top. Hoàn toàn trên cơ nai trong những bước đảo cảnh, farm người thay farm lính giúp Zika có KDA vô cùng khủng khiếp ở giữa trận.
Màn solo carry quá khủng khiếp với Salah đã khiến anh và đồng xanh được giới chuyên môn để mắt kỹ hơn để nhìn nhận lại hoàn toàn về thực lực. Zika lần đầu tiên ra thế giới đã chứng tỏ bản lĩnh của anh giống như chú ngựa Beckham, chỉ cần được thả cương là có thể phi nước đại. Trao cơ hội vào tay Zika, anh hoàn toàn có thể tỏa sáng để cho tất cả thấy đường dưới LCK những thế hệ sau vẫn còn rất nhiều nhân tài, cho dù nằm ở đội hạt giống số 4. Loạt BO5 đối đầu với EDG, nhà đương kim vô địch thế giới thực sự là một bài toán khó mà người ta nghĩ Reganas khó lòng có thể giải được. Cũng không ít người cho rằng việc Reganas đến được với tứ kết cũng đã là một thành công. Thế nhưng rồng xanh chưa bao giờ mãn nguyện với chỉ vị trí hạng 8 của giải đấu. Ngay khi bắt đầu loạt đấu, Reganas đều bộc lộ rõ suy nghĩ không ngại ngần đỏ kỹ năng với EDG. Zika đối diện với Midland giành được MVP trận chung kết năm 2021 cũng tỏ rõ sự vượt trội ngay từ khoảng thời gian đi đường. Tuy vậy, Oriana vẫn chỉ là một chất tướng thiên hướng làm nền, tương đối an toàn và dễ đoán, phần nào đã hạn chế đi nhiều tham vọng được bay múa, trình diễn kỹ năng cá nhân của chàng trai trẻ 2K2. Thắng đường và tự có cho mình một lượng tài nguyên không nhỏ, nhưng Zika cũng không thể hiện được quá nhiều. Thất bại tại ván đấu thứ hai để rồi rơi vào thế chân tường thôi thúc anh trở lại với những lựa chọn phù hợp hơn với phong cách của chính mình như Akali hay Salad. Và sự thật khi có được một trong hai vị tướng này, Zika sẽ hóa thành quái vật. Liên tục trong các ván đấu tiếp theo đó, nhất là khi có Salad trong tay, Zika cảm giác như phá được gông xiềng ngàn cân vẫn đeo trên hai tay trong hai ván thua trước đó. Đặc biệt ở ván thi đấu cuối cùng, ván đấu đòi hỏi sự tập trung rất cao, nhất là đối thủ phía bên kia là EDG, vốn là một đội có bản lĩnh rất cao tại những loạt BO5 kéo dài. Zika lại một lần nữa solo carry với quân bà Salad của mình. Salad của anh hoàn toàn hủy diệt Scout bằng việc có được liên tục 4 mạng solo kill. Sau đó cũng cùng Reganas hủy diệt nhà đương kim vô địch thế giới, biến EDG thành nạn nhân EBL tiếp theo của mình, kết thúc loạt BO5 với tình huống quát ra kill vô cùng mãn nhãn. Sau những thành công tại đấu trường quốc tế của Zika trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trước các đối thủ EBL, phải chăng khu vực này đã tạo ra một con quái vật, để rồi các đại diện của họ bị hủy diệt bởi chính con quái vật mà mình tạo ra. Sau vai diễn dũng sĩ diệt EBL lần lượt đã bại hạt giống số 2, 3, 4 EBL, Zika cùng đồng đội đối đầu với Genji, hạt giống số 1 LCK, ứng cử viên cho chiếc cúp vô địch năm nay. Có lẽ nhiều người đã cho rằng hành trình kỳ diệu của Reynard đến đây đã là một kết thúc viên mãn, nhưng Zika cùng rồng xanh đã lên tiếng dõng dạc. Chúng tôi chắc chắn có thể bước tiếp. Hiện thực hóa điều đó, Reynard đã thắng lợi thuyết phục trước Genji Esports, qua đó Zika vượt qua người đàn anh Chovy, vốn được tôn sùng là đường giữa số 1 thế giới hiện tại. Chiến thắng này của Reynard có dấu ấn rất sâu sắc của cá nhân Zika, khi ngay trước trận nhiều người đánh giá Zika là đường giữa kém hơn. Nhưng Zika lần nữa lại dùng người thật việc thật minh chứng thực lực bằng hành động. 4 ván thi đấu, Zika lựa chọn 4 chất tướng khác nhau lần lượt là Azir, Ahri, Akali và Galio. Không một trận nào Zika thua thiệt, thậm chí nhiều ván đấu anh còn có chỉ số lính và giai đoạn đi đường vượt trội hơn, luôn có mặt sớm hơn để đóng góp cho đồng đội trong teamfight. Lựa chọn gây hoài nghi Ahri đối đầu với Salad đã hoàn toàn khiến Chovy bị lu mờ và anh có những tình huống áp lực bên cánh tốt và ruler của Genji, góp phần mang về thắng lợi teamfight quan trọng. Akali trong ván thi đấu thứ hai càng quét từng giao tranh nhỏ lẻ đến giao tranh tổng của Genji, vẫn hay như cái cách anh vẫn luôn làm với tướng tủ này. Và rồi một Galio với lượng chỉ số lính phút 25 còn vượt trội hơn cả Midland được xưng danh là thánh farm phía bên kia, có những tình huống can thiệp trong lúc ngặt nghèo để giúp đồng đội có lợi thế. Tất cả những gì Zika thể hiện ngày hôm nay đã hoàn toàn đủ để cho thấy anh đang dần trở nên toàn diện đến cỡ nào. Chiến thắng trước Genji và chiến thắng này cũng giúp cho Reynard trở thành đội đầu tiên trong lịch sử chung kết thế giới đi từ vòng khởi động đến tận trận chung kết. Đó quả thực là một hành trình không dễ dàng, nhưng nó thật xứng đáng cho màn thể hiện cá nhân của Zika, xứng đáng cho quá trình không ngừng hoàn thiện phấn đấu của anh. Nói chung, sự thành công của bản thân Zika trước tiên xuất phát rất nhiều từ tinh thần nỗ lực không ngừng trong xuyên suốt 3 năm bùng ba từ LPL rồi lại trở về LCK của anh. Tất cả những gian nan đó đã rèn luyện Zika trở thành một đường giữa thi đấu bản lĩnh, phóng khoáng trong xử lý kỹ năng, luôn có khả năng tạo đột biến mỗi khi đồng đội cần. Anh dường như vừa có dáng dấp của một người chơi đường giữa Hàn Quốc tiêu biểu với khả năng đi đường nắng nót, di chuyển chiến thuật tinh tế, lại vừa mang trên mình nét đột biến dám nghĩ dám làm của những đường giữa LPL. Có thể thấy sự xuất hiện của Zika và màn trình diễn chói sáng của anh trên đấu trường quốc tế vừa qua là một động thái tốt cho khu vực LCK, cũng là tín hiệu cho thấy những tuyển thủ trẻ của khu vực này đang dần vào độ chín, sẵn sàng gặt hái những thành công xa hơn trong những kỳ quốc tế tiếp theo và hoàn toàn đủ sức kế thừa vinh quang của lứa đi trước. Trước trận đấu rất quan trọng giữa Reynard và Genji, có lẽ nhiều người, và thú thật với các bạn trong đó có cả tôi, không tin vào rồng xanh, không tin vào những điều kỳ diệu. Nhưng thực chất khi nhìn lại hành trình của Reynard, chẳng phải hành trình vừa qua của họ được tạo nên toàn từ những điều không tưởng hay sao? Và rồi từng bước chắc chắn, bản lĩnh, Zika và đồng đội đã làm được. Để rồi những cái tên đình đám ở đường giữa như Sahu, Nai, Laxen, Scout, Chovy lần lượt trở thành bại tướng và thậm chí trong tương lai gần, quỷ vương Faker sẽ có thể là nạn nhân tiếp theo trên hành trình kỳ diệu của Zika và Reganet. Và tất nhiên nếu Reganet vô địch thì đó thực sự là một câu chuyện quá đẹp đẽ cho Zika cùng rồng xanh sau nhiều tháng năm nỗ lực, cũng là giai thoại về một đội hạng 5 mùa xuân, hạng 6 mùa hè, từng bước đi lên từ vòng khởi động đến chức vô địch.
Nhưng nói chung kể cả khi không làm được điều đó, đến nay với những gì đã cống hiến, anh cũng vẫn là một ngôi sao mai rực sáng được người ta nhớ mãi, là tương lai của khu vực, vì cơ hội phía sau để ngày càng hoàn thiện bản thân của anh vẫn còn rất dài. LCK cũng luôn cần có những cá nhân xuất sắc như Zika để tiếp tục tham vọng phục hưng liên minh huyền thoại Hàn Quốc như thuở còn đỉnh cao. Còn các bạn nghĩ sao về Zika, về sự nghiệp cũng như màn trình diễn của anh ta thời gian qua? Liệu sẽ có một điều diệu kỳ nào được viết nên bởi đường giữa rồng xanh để giúp người anh cả Def có một mùa giải đáng nhớ nhất trong sự nghiệp hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở bên dưới. Và nếu như yêu thích video này của Lu cũng đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung còn lại của Chung kết Thế giới 2022. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại trong những video lần sau.